Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thăng Hoàng. Hôm nay thì em làm video em giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm khuếch đại công suất. Đây là dòng cục đẩy dạng mạch class TD. Đấy, với công suất rất chi là cao 1300W một kênh các bác nhé. Dòng sản phẩm này là của CSS sản xuất. Đấy, với model là A1200. Dòng mạch class TD chuyên dụng cho sự kiện gia đình. Đấy, với phân khúc 1300W chạy mạch class TD. Thì mặt trước là dạng lưới thoáng rộng tán nhiệt, hút gió tán nhiệt vào bên trong. Rất là mát. Khung giữa là volume, công tắc nguồn, đèn báo. Đấy. Thương hiệu sản phẩm và model sản phẩm mặt trước. Đấy. Rất là đẹp, ok ạ. Và trước tiên giới thiệu vào thiết kế ở bên trong thì Thắng Hoàng để lại số điện thoại đây cho các bác để tiện liên hệ giao dịch, cũng như là các bác cần hỗ trợ thêm về cái sản phẩm thì các bác liên hệ cho Thắng Hoàng có số 0969 800 985. Đấy. Số này dùng cả Zalo, cả Facebook luôn các bác nhé. Vâng, và xin mời các bác. Đây là một sản phẩm dạng mạch class TD với công suất 1300. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ạ, nguồn xuyến rất là lớn luôn nhé. Đấy, nguồn xuyến rất là lớn, bao bọc chống nhiễu, hai quạt làm mát mặt trước. Đây, model nó có ghi đầy đủ luôn ở trong trong đây. Đấy, nguồn cấp biến áp là 124V. 124V. Đấy, và nắn qua tụ lên bộ công suất là 182V. Âm dương đối xứng là 364V các bác nhé. Đấy, âm dương đối xứng là 364V, cực kỳ mạnh luôn. Còn thấy với những nguồn cấp cực kỳ mạnh luôn ạ. Phía sau đây là 6 chiếc tụ 160V, 6 chiếc tụ 160V. Đấy. Đây, bo công suất dạng này thì nhà máy nó thiết kế theo cái mẫu class TD khác hẳn luôn với các cái mẫu phiên bản cũ luôn. Đấy. Xin mời thì các bác hãy cùng xem này. Đây thì nó cũng chạy bằng sò NJWK 211 và 0302. Đấy. Và Thắng Hoàng đã bóc sẵn cho các bác luôn để các bác xem luôn. Thì nó khác hẳn với cái thiết kế, nó thay đổi với cái phiên bản cũ một chút. Đấy, hiệu suất làm việc thì nó như nhau. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Những miếng tản nhiệt nhôm này nó sẽ giữ lại, nó sẽ tản nhiệt mát nhanh hơn là những miếng tản nhiệt đồng. Đấy. Và độ oxy hóa của nó không cao bằng đồng. Chính vì vậy cho nên là những cái tản nhiệt thường thường họ sẽ áp dụng những cái miếng nhôm nhiều hơn miếng đồng. Đấy, các bác có thể nhìn thấy thông thường thì những cái bo, những cái cuộn dao động, cuộn dập xung từ cao xuống thấp, hạ xung thì nó sẽ nằm vị trí như hai bên đây, thì các bác thông thường các bác nhìn thấy. Đấy, bây giờ nó chuyển sang hai góc hai bên, nó tránh hai cái nguồn điện mạnh gần nhau, nhiều khi nó hay dễ đánh điện, phải không ạ? Đấy, thì nó làm một thiết kế cũng rất là ok, rất là hay, rất là cảm giác rất là an toàn khi dùng. Đấy, thiết kế mạch rất là đẹp, rất là chất lượng các bác nhá. Đấy, gần như là đang còn mới tinh luôn. Đấy, còn cái hàng bãi mà qua vận chuyển thì các bác biết rồi, mình mua hàng nó bên kia nó đóng cả thùng mấy con một xốp chiếc, thì nó cũng chẳng có chèn về Việt Nam đâu, nó chẳng có chèn nó gửi về Việt Nam, giống như anh em Việt Nam bán hàng mà gửi đến tay các bác đâu, nó chỉ hơi meo móc một chút thôi là có những bác là đã kêu ca rất là mạnh rồi. Thế như bọn em ấy bán hàng có những sản phẩm mà nó đóng 3-4 cái liền vào một cái thùng bìa giấy. Đấy, để lâu rồi ném lên xe này xe kia, nó vận chuyển qua nhiều khâu, nhiều giai đoạn, nhiều con đẩy về nó ném hỏng luôn cái mặt, không khắc phục được. Đấy, không khắc phục được luôn các bác ạ. Chứ không phải giống như anh em mình bán ở trong nước đâu, lau chùi kỹ tỉ mỉ từng chút một, gửi là đóng gói rất là cẩn thận. Đôi khi vẫn có cái tình trạng nó xảy ra là những cái đơn vị vận chuyển họ làm việc không có tâm, thì họ lấy tiền của mình nhưng họ làm việc không đến nơi đến chốn, thì vẫn có xảy ra cái tình trạng mà khiến cho các bác kêu ca. Đấy, là cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm, cũng hạn chế đến mức tối đa cho các bác thôi. Đấy, thì em cũng đầu tư rất là nhiều thùng xốp rồi linh tinh các kiểu để em đóng gói cho các bác. Đấy, rất là chuyên nghiệp luôn, nhưng mà đôi khi cũng
sơ suất nhiều cái nó cũng do nhiều yếu tố nó khách quan nó đến, thì rất mong các bác thì thông cảm và hiểu cho bọn em thì cũng rất là cố gắng. Đấy, đây là một cái thiết kế nó thay đổi một chút về cái vấn đề bên trong cái mạch cửa lát tê đây đấy. Còn đẩy này thì các bác dùng đánh cặp phun đôi, đánh cặp phun đôi hay là súp kép 50 nhá, cũng ok nha các bác nhá. Đấy, phun đôi súp kép rất là ok. Ở đây thì họ có ghi một thông số kỹ thuật đầy đủ này, 1200 này, 3300W này, 15A này, cổ chì 15A này. ES Audio này, sản xuất năm 2015 này, mã vạch này, đầy đủ này. Đấy, hướng dẫn các bác là chế độ là đánh lắp loa này ở cầu Siste là 1+1- này, 1+1- này. Các bác chuyển sang chế độ đánh chậm kênh Bray thì các bác sẽ đấu là 1+2+ nhá. Đấy. Tất cả những sản phẩm đẩy như đây thì hạn chế đánh ở mức 4 ohm đến 8 ohm các bác nhé, không đánh ở mức 2 ohm nhé. Đấy, thì những cái dòng đẩy thì thường rất là hiếm, những cái dòng đẩy nó đánh được dòng 2 ohm. Đấy. Và tất cả những chế độ Siste đánh độc lập và chế độ là gain tín hiệu đầu vào lớn nhất thì Thắng Hoàng đã cài đặt gạt sẵn đây cho các bác rồi. Đấy, các bác về chỉ việc bỏ ra dùng thôi. Đấy, con đẩy này bên em bán 6,5 triệu với mức công suất là 1300W các bác nhá. Đấy, đánh cực kỳ khỏe luôn ạ, không phải lăn tăn về cái dòng mạch này. Đấy, 124V, nguồn cấp ra bo công suất là 181.82V. Thì bây giờ em cắm điện cho các bác xem luôn. Đây, cắm điện cho các bác thử thực tế luôn nha. Đấy, thực tế luôn để cho các bác nhìn. Đấy, bật công tắc. Đấy, đóng le tạch phát. Đây, đây thì em sẽ đo bằng cái đồng hồ này cho các bác xem. Cái đồng hồ hiển thị số luôn, chuẩn chỉnh từng con số luôn. Đấy, đây là đo điện DC nha. Đấy, đo điện DC này. Chân thì cắm vào cái dây âm này. Đấy, chân cắm vào dây âm. Và một chân thì kiểm tra một vế này, trượt cái chân rồi. Chân kiểm tra một vế này. Đấy, các bác thấy không? 180V này. Đấy, 180.7V này. Bây giờ ta đo tổng hai cầu này, âm và dương này. Rất là mạnh rồi đấy các bác ạ. Cực kỳ mạnh với con đấy này. Đấy, 362V nhé các bác nhé, 362V. Rất là kinh khủng luôn. Đấy, 362V điện áp để cấp vào bo công suất này. Đấy, công suất 1300 là thừa sức luôn đúng không ạ? Thừa sức 1300W một kênh luôn. Đấy, đánh súp kép thoải mái luôn nhá các bác nhá. Đấy, ok luôn. Và 6.500.000 đồng cho một con đẩy công suất 1300 này, mạch class TD dạng thiết kế nó nâng cấp hay là nó đổi mới gì đấy, nói chung là nó hoạt động cũng là dạng mạch class TD thôi. Có cái là nó, em cảm giác nó bóc tách ra như vậy, cảm giác dùng nó cũng rất là an toàn. Và các bác con đẩy này thì em cũng chỉ có một sản phẩm thôi, để các bác có mua thì liên hệ cho em nha, 0969 800 985. Cảm ơn các bác rất là nhiều, xin chào tất cả mọi người.